Đấy, hôm nay lấy máy CL68 chạy động cơ dầu này, 4 HP này, sang chợ đồn Bắc Cạn, Tân Lập chợ đồn Bắc Cạn nhé, để tuốt lúa nương này. Đấy, cái lúa nương nãy bây giờ mình sẽ tí quay cái lúa nương mọi người xem, là lúa nương này thì làm ở trên đồi, trên núi. Đấy, bó này về thì đây đây cái lúa nương trồng ở trên đồi kìa. Đấy, đấy là những lúa nương. Trên đồi đấy, trên những đồi tít cao như kìa, đây nhìn thấy không? Đây, những đồi tít trên cao kìa, những cái đồi kia là trồng lúa nương hết đấy. Đấy, đồi cao như kìa, đấy, trồng lúa nương. Đấy, tất cả những cái đồi kìa. Đấy, hôm nay tí mình sẽ tuốt cái lúa nương cho mọi người xem luôn nhé. Đây là Bắc Cạn, chợ đồn Bắc Cạn. Tuốt này. Cái này như ngày xưa là treo để trên góc bếp này, khô hình mới đập. Bây giờ có máy tuốt rồi thì tuốt xong thì số điện thoại liên hệ là 0971588456, Châu Vàng Tuyên Quang. Bà cứ lấy ra nhiều nhiều tuốt. Chị em đang lấy ở trên nương về là tuốt luôn này, có máy tuốt tuốt luôn này. Vâng. Bây giờ có cái máy là tiện lợi lắm rồi. Còn cái lúa nương năm ngoái không, để cháu ít. Không có. Cái này mới thôi. Này nó thơm nhỉ, thơm như kiểu cái thơm mới lại là nó dẻo. Không phải là nếp. Ờ. Tẻ ngon mà. Ăn này nó gần như Thái Bình nhưng mà nó thơm như kiểu con cây hương ấy, mùi con cây hương ấy. Máy bây giờ cải tiến là hệ thống trục rung này nhé. Rung là cải tiến bằng khớp này, nó êm. Đó, và cái dây này là dây bản B này. Và cái trục quạt gió bây giờ nó làm đóng 2 bi nên nó rất là chắc. Đấy, sàng thì sàng dày này. Sàng này dày, rất dày nhé. Ma này, bản tình của ma này. Giờ sẽ nổ máy khởi động và làm luôn này.
lúa là lúa nương nên là nó không có rơm nên là nó hơi có mày. Nó chỉ nhấy thôi. Như thế này thôi đúng không ạ? Còn cái lúa kia, lúa thường của mình thì sạch lắm. Vâng, loài kia thì tuốt sạch lắm. Đây này, cái lúa treo này không có rơm này. Là khi đập nó bị gãy cọng này. Mới lại nó tươi là khi nó hơi tươi nên là khi xuống là mỗi bông nó không được sạch như cái lúa thường nhà ở dưới mình. Sân lá lắm. Đấy. Hôm nọ thì tuốt ở ruộng kia thì nó sạch lắm. Vâng. Về không cần quạt đâu, không như không cần quạt lại. Lúa ấy à? Không. Cái này thì mình cắt bán mỗi bông, cho nên là nó cuốn một tí là nó quay quay một tí là nó bay ra ngoài rồi. Vâng. Thì nó không được sạch mấy, nó không. Thế là chấp nhận rồi đúng không ạ? Vâng. Ở ruộng thì rơm nó nhiều thì sợ còn không đập được đúng không? Sợ không đập được, nước sợ mà không đập nó không rã. Dạ dạ.